Dạ vâng, xin chào anh em. Sau lưng Cường đây là một cái con xe đầu kéo Mỹ. Nhưng mà hôm nay thì Cường sẽ test cái xe Hyundai nổi Hàn này, Hyundai Chago này. Cái giác chuẩn đoán của cái con Hyundai Chago này nó nằm ở đây anh em nhé. Anh em cắm vào thì cái cục PCI nó báo sáng đây. Điều kiện để test là anh em on chìa khóa, không cần nổ máy đâu. Cái con xe này thì hiện tại nó báo check engine và có hiện tượng là đạp không có bốc, hơi lì máy. Cường vào Hyundai này, vào chuẩn đoán này, chọn dòng Hyundai. Riêng cái dòng máy FK này thì nó hỗ trợ rất là nhiều hàng xe luôn. Đây, Hyundai Jackbird này. Cường sẽ dọn Hyundai Chago, Chago Xtend này, 2015 này. Động cơ D6 CF này, vào động cơ này. Đó, ở trong này nó có rất là nhiều tính năng luôn. Trick Focus này. Ở đây nó báo cái lỗi cái con nhiệt độ nước làm mát động cơ này. Nó báo cái phanh khí xả này. Nó báo cái hệ thống SCR là cái hệ thống giám sát cái khí xả. Nó báo cái lỗi cái này nó báo monitoring là giám sát cái môi chất ở trong cái khí xả. Anh em đang bảo dưỡng cái hệ thống phanh. Còn cái hệ thống khí xả thì cái xe này người ta đã cắt rồi cho nên là nó báo lỗi. Thì bây giờ là việc của anh em mình là xử lý cái phanh và cái nước làm mát động cơ.